chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ các bạn trận leo ranh thiên tượng kỳ của Lại Lý Huynh gặp cấp thần Trung Quốc. Mà bạn xem trận đầu tiên, Lại Lý Huynh cầm đại đấu hậu gặp thần 1.1 cầm đảo đi tiên, mà bạn thích.将军。将军。
将军。将军。将军。Mã chính bình bảy chém tượng sát cục. Trên đây thì cao thủ Trung Quốc đã buông cờ nhận thua. Mời bạn xem tiếp trận thứ hai. Lại Lý Huynh cầm đỏ đi tiên gặp mỹ nữ 903 của Trung Quốc cầm đèn đấu hậu. Mời bạn thưởng thức.将军，
Tượng năm tháng 7 chém xe, chơi đến đây thì mấy nữ Trung Quốc đã buông cờ nhận thua. Mời bạn xem trận tiếp theo, Hoài Linh Quynh cầm đỏ đi tiên gặp thần áo của Trung Quốc cầm đại đô hậu. Mời bạn thích.将军将军xe 6 bình 5 chém sĩ sắc cục, chơi đến đây thì thần áo của Trung Quốc đã buông cờ nhận thua. Mời bạn xem tiếp, Hoài Linh Quynh cầm đen thủ hậu gặp thần 1.1 của Trung Quốc cầm đỏ đi tiên. Mời bạn thưởng thức.
将军。将军。将军。Mã 2 tấn 1 trên đây thì thần Trung Quốc chậm hơn một nhịp nên đã buông cờ nhận thua. Và video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ làm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây. Hẹn các bạn ở video sau.